Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Cán bộ tiếp tay, nhận hối lộ, làm ngơ cho các đối tượng gây bức xúc dư luận. Quý vị thân mến, tình trạng tiếp tay nhận hối lộ của một số cán bộ thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật để làm ngơ cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xảy ra trong thời gian dài gây bức xúc trong dư luận còn xảy ra. Sáng ngày 29 tháng 10, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Thành phố Nguyễn Công Long cho biết, tổng số vụ phạm pháp về trật tự xã hội xảy ra 33.693 vụ, giảm 9,75%, thiệt hại về kinh tế hơn 1,3 triệu tỷ đồng, giảm 18,12%. Tội phạm về tham nhũng chức vụ phát hiện 396 vụ, tăng 33,33%, chứng tỏ công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng ngày càng làm quyết liệt, đạt hiệu quả cao hơn. Đáng chú ý là số vụ tham mô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tăng cao. Đặc biệt, tội nhận hối lộ trước đây thường khó phát hiện, khó chứng minh, nay nhờ sự tăng cường giám sát của nhân dân, sự tích cực của cơ quan chức năng nên số lượng phát hiện nhiều hơn, ông Long nhận định. Đáng lưu ý, thời gian qua nổi lên một số vụ án có quy mô, phạm vi đặc biệt lớn như các vụ án mua bán, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch, thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ các vùng dịch về nước. Đặc biệt, liên quan các vụ việc trên còn có cả những bị can, nguyên là cán bộ cấp cao đã lợi dụng chính sách của nhà nước làm trái quy định để vụ lợi. Vẫn xảy ra tình trạng tiếp tay, nhận hối lộ của một số cán bộ thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật để làm ngơ cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xảy ra trong thời gian dài gây bức xúc trong dư luận. Ủy viên Thường trực Ủy ban Thành phố nhấn mạnh, còn bao nhiêu vụ tương tự như vụ Việt Á, Cục lãnh sự. Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh đề cập đến tình trạng cán bộ công chức trong nhà máy nhà nước nhận hoa hồng, nhận hối lộ, qua cáp trong thi hành công vụ, điển hình trong vụ Việt Á, Cục lãnh sự, vụ án xảy ra tại FLC Tân Hoàng Minh. Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, có thể đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn bao nhiêu vụ việc tương tự đang diễn ra mà chưa được phát hiện. Ông Nghĩa đặt vấn đề, đáng lưu ý, vụ Việt Á, Cục lãnh sự hay FLC Tân Hoàng Minh cũng có cán bộ công chức tham gia nên phải nêu ra cho đúng tính chất, mức độ, chứ không chỉ là con số tăng hay giảm. Người được đưa lên rất cao rồi lại đứng trước vành móng ngựa. Trước thực trạng này, theo ông Nghĩa, vấn đề phòng chống tội phạm trong cán bộ công chức, hàng nghìn cán bộ công chức liên quan bị án tù rất đau xót. Ngăn chặn từ sớm, từ xa thì bao nhiêu tổn thất chúng ta có thể tránh được, còn xảy ra rồi mới xử lý, bỏ tù, kiểm tra, kỷ luật, đó là vế thứ hai, ông Nghĩa cho hay. Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tuấn, Bắc Giang quan tâm đến tình trạng thờ ơ, vô cảm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua tiếp dân hàng tháng, ông cho biết, người dân đều phản ánh sau khi gặp tiếp xúc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân, họ đều thấy không thoải mái và còn bức xúc hơn. Rồi người dân tiếp tục khởi kiện ra tòa, dù là chủ thể bị kiện nhưng lãnh đạo tỉnh lại không đến dự phiên tòa, càng gây bức xúc hơn. Đại biểu đề nghị cần đánh giá rõ hơn thực trạng trên, cần làm rõ số lượng cụ thể bao nhiêu vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân không tham dự phiên tòa, nếu cần thiết phải chỉ rõ ra, ông Tuấn cho hay. Liên quan đến vấn đề phòng ngừa ngăn chặn các vụ việc, đại biểu Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không thể chấp nhận quán karaoke cháy làm chết 33 người như vừa qua. Vụ việc xảy ra rồi, giờ mới đi rà soát kiểm tra. Như vậy không giải quyết được cái gốc của vấn đề. Báo chí phản ánh, quán karaoke này năm nào cũng kiểm tra, phòng ngừa ở đây không phải chỉ đi kiểm tra mỗi năm mấy lần. Tất nhiên, kiểm tra là đúng, nhưng khi xuống cơ sở, họ cũng làm đúng, không phát hiện vi phạm. Nhưng khi đoàn kiểm tra về rồi, họ mới làm chuyện nọ chuyện kia, rồi lúc nào đó lại xảy ra hỏa hoạn. Theo ông Nghĩa, phòng ngừa ngăn chặn ngay từ đầu không xảy ra là vấn đề phải suy nghĩ và cần có biện pháp khác. Lựa chọn nhân sự bộ trưởng phải đảm bảo đúng quy định về công tác cán bộ. Thưa quý vị, việc lựa chọn nhân sự làm bộ trưởng phải đảm bảo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo quy trình, thủ tục của luật định. Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long nhấn mạnh, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong sẽ tinh giản biên chế. Chiều ngày 21 tháng 10, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đặt câu hỏi, việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ ngành đến nay được thực hiện như thế nào? Dự kiến sau khi sắp xếp, số tổng cục, cục vụ sẽ tăng, giảm ra sao và sẽ tinh giản biên chế như thế nào? Phương án sắp xếp các nhân sự dôi dư, nhất là cấp trưởng, cấp phó như tổng cục trưởng, vụ trưởng, cục trưởng, cục phó như thế nào? Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long khẳng định, quan điểm chung của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ là sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, hoạt động hiệu lực hiệu quả, giảm tối đa các tổ chức trung gian.
Vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành quyết liệt trong việc rà soát, đánh giá, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và xây dựng phương án theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo ông Long, thời gian qua, các bộ ngành phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát lại bộ máy, bảo đảm các tiêu chí của các tổ chức, đặc biệt là các tổng cục theo quy định. Trên cơ sở đó, đề xuất báo cáo Ban chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đến nay, các bộ ngành đã tiếp thu ý kiến của Ban chỉ đạo và hoàn thiện dự thảo nghị định trình Chính phủ ban hành, ông Long cho hay. Đại diện Bộ Nội vụ thông tin, đến nay mới có một nghị định về tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các bộ ngành khác đang lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ và hoàn thành trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng khẳng định, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ ngành, chắc chắn sẽ tinh giản biên chế. Bởi theo chủ trương, khi tinh gọn tổ chức bộ máy thì sẽ giảm biên chế. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành để triển khai kết luận 40 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế giai đoạn năm 2021 đến năm 2026. Trong đó tiếp tục tinh giản ít nhất 5% biên chế hành chính theo đúng chỉ đạo, ông Long cho hay. Về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư, theo ông Long, trong quá trình chỉ đạo, Thủ tướng rất quan tâm và thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành khi xây dựng đề án, cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Để sắp xếp, bố trí nhân sự dôi dư do thực hiện sắp xếp lại tổ chức, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã cho chủ trương. Cụ thể là bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, đồng thời quan tâm giải quyết chế độ chính sách phù hợp theo quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp, lựa chọn nhân sự làm bộ trưởng phải đúng các quy định. Phóng viên cũng đặt câu hỏi, vừa qua, Thủ tướng có giao quyền Bộ trưởng Y tế đối với bà Đào Hồng Lan. Hiện có nhiều ý kiến khác nhau về việc Bộ trưởng không phải là nhà chuyên môn. Quan điểm của Bộ Nội vụ về vấn đề này, theo quy trình, chức danh Bộ trưởng sẽ do Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm. Vậy tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội vào tháng 10 tới đây, Thủ tướng có trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Đào Hồng Lan không? Trả lời câu hỏi liên quan đến quyền Bộ trưởng Y tế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho hay, theo quy định của luật tổ chức chính phủ, Bộ trưởng là người đứng đầu bộ, lãnh đạo công tác của bộ, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực được phân công. Việc lựa chọn nhân sự làm bộ trưởng phải đảm bảo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo quy trình thủ tục của luật định, ông Long nhấn mạnh. Theo quy định của luật tổ chức chính phủ hiện hành, khoảng 5 điều 28, trong thời gian Quốc hội không họp, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền bộ trưởng trong trường hợp khuyết bộ trưởng. Tại kỳ họp thứ tư tới đây, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự cụ thể theo thẩm quyền. Đại án xăng dầu, phải xin cảnh sát biển, biên phòng mới đưa được xăng lậu vào Việt Nam. Thưa quý vị, hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ việc góp vốn của hai bị cáo đầu vụ là Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng và Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh và chủ hàng cung cấp xăng từ Singapore nhập lậu vào Việt Nam. Tại tòa, bị cáo Viễn khai sử dụng hai tàu biển đăng ký quốc tịch Panama gồm Pacific Ocean 3.000 tấn và Western Sea 5.000 tấn và cảng Vopak, Singapore lấy hàng rồi trở về vùng biển Việt Nam. Sau khi lấy hàng xong về vị trí nào, vùng biển nào thì bị cáo Phan Thanh Hữu là người trực tiếp điều động. Tòa gọi hỏi bị cáo Hữu về việc nhập xăng lậu ra sao. Bị cáo Hữu khai đã đưa các tàu Nhật Minh ra ngoài biển để nhận xăng ở hai tàu Pacific Ocean, Western Sea nhập về. Hữu cũng khai hợp tác làm ăn với Viễn vào tháng 3 năm 2020. Thời điểm này, Hữu buôn lậu xăng qua Campuchia, nhưng sau đó hợp tác với Viễn và một số người đưa xăng lậu vào Việt Nam. Khi tòa hỏi việc ra biển tiếp nhận xăng lậu, cập mạng bơm xăng ra sao, Hữu khai mọi việc bị cáo gọi cho thuyền trưởng hai tàu Pacific Ocean, Western Sea, bị cáo phải xin được thì hai tàu này mới được vào và bị cáo mới đưa tàu Nhật Minh ra nhận xăng lậu. Xin và làm việc với ai thì mới cho tàu vào sau xăng nhập lậu, tòa hỏi. Bị cáo Hữu nói phải làm việc và xin cảnh sát biển, biên phòng. Họ cho thì tàu chở xăng ở Singapore mới vào giao xăng được cho các tàu của bị cáo điều tra. Về cách thức mua hóa chất pha xăng, bị cáo Hữu khai khi bán xăng lậu ra thị trường thì bị khách hàng chê xăng có màu trắng. Do vậy, Hữu đã lên mạng móc nối với một người để hướng dẫn mua hóa chất về pha chế vào xăng lậu cho hợp màu vàng như thị trường rồi bán cho các đầu mối đưa tiêu thụ.